Cách giải bài tập tìm khoảng cách trong giao thoa ánh sáng dễ lắm, chỉ có hai bước mà thầy còn dạy các bạn tới hai cách lận. Chú ý xem hết video này nha. Chúng ta có một ví dụ cho ba vân sáng liên tiếp cách nhau 3 mm, tìm khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ tư ở hai trường hợp. Hai vân này cùng phía và hai vân này ở hai phía đối với vân trung tâm. Chúng ta sẽ có cách giải thứ nhất. Đó là các bạn, bước 1, chúng ta sẽ đi tìm khoảng vân y. Y trong bài này chúng ta áp dụng công thức L chia cho N trừ 1. L là 3 mm. Chia cho N trừ 1 3 vân sáng trừ 1 còn lại 2. Vậy chúng ta được là 1,5 mm. Bước đầu tiên. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm vị trí của hai vân trong đề bài. Lưu ý chúng ta chỉ đi tìm vị trí ở miền dương thôi. Lưu ý miền dương thôi mà giải được cả hai câu A, B. Ở đây, vị trí vân sáng bậc 2 x sang 2 thì sẽ bằng 2y. Và vị trí vân tối thứ tư, đây vân tối thứ tư thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 3,5y. Và giải hai câu AB liền luôn này các bạn. Ở câu A, hai vân này cùng phía, ta gọi đem đến cùng phía thì làm cách nào? Ta lấy hai đại lượng này ta trừ nhau, nghĩa là lấy x tối 4 trừ cho x sang 2. À, một cách tổng quát, nếu các bạn chưa tìm hai thông số này thì các bạn đặt trong tuyệt đối. Còn nếu các bạn đã biết kết quả rồi thì không cần tuyệt đối luôn. 2y 3,5y trừ nhau thì bằng 1,5y. Với y bằng 1,5 mm, tự thế vô nghe. Và tiếp theo, nếu hai vân này ở hai phía vân trung tâm, hai phía thì sao nhỉ? Thì nó xa hơn đúng không? Cộng lại là sống. Vậy thì ta bằng x sáng 2 cộng x tối 4. 2y cộng 3,5y chắc chắn sẽ bằng 5,5y nha. Với y bằng 1,5 mà bấm mà còn sai nữa thì tới công chuyện liền đó. Cách thứ hai hả? Vẽ hình giải được luôn. Xem kỹ nha. Chúng ta sẽ vẽ cái đường thứ nhất. Đây là vân sáng trung tâm, ghi số 0. À đây, vân sáng bậc 2, vân sáng bậc 1, vân sáng bậc 2 đánh dấu một cái. Đây là sáng 2. Rồi, tối thứ tư mình vẽ hai cùng phía trước đi. Đây là tối thứ nhất, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư. Hiển nhiên xen kẽ giữa tối thứ tư thì sẽ có một phần sáng nha. Này chúng ta sẽ có được tối 4. Và khoảng cách thì sao? Tính từ đây xuống đây đó. Vậy thì ở cách thứ hai, bước 1 chúng ta cũng phải làm. Chúng ta sang cách 2 thì vẽ hình thôi. Vậy thì đây, khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là 1y, sáng tối liền kề là y chia 2. Vậy trường hợp này ta sẽ có được hai vân này cùng phía cách nhau dựa trên hình đó là 1,5y với y bằng 1,5 mm. Thế vô dùm nha. Rồi thầy ơi, hai vân hai phía thì sao? Thì làm dễ thôi, chúng ta đã có tối thứ tư rồi, sáng thứ hai rồi, bạn chọn cái nào ở miền âm cũng được. Ví dụ như tôi chọn sáng hai đi, ở miền dương đây ha. Rồi tối thứ nhất, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư. Đây chúng ta sẽ có tối thứ tư. Vậy thì sáng hai tối tư đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Vậy thì trong trường hợp hai phía chúng ta đếm từ sáng thứ hai đến tối thứ tư trên hình, chúng ta sẽ có được 5,5. 5,5y. 5,5y với y bằng 1,5 mm. Bấm máy tính chỉ một lần thôi. Vậy thì tới đây các bạn thấy chưa, chúng ta có tới hai cách giải bài tập tìm khoảng cách giao thoa ánh sáng cũng chỉ với hai bước. Bước 1 là phải tìm được y nha.